Thưa quý vị, thế là cũng nhiều tháng qua rồi, kể từ khi mà Sài Gòn bị dịch bệnh nặng nề, thì cái câu chuyện về hai mẹ con của chị Hữu và bé Đẹp, hai mẹ con lặn lội từ ở quê ở miền Tây lên Sài Gòn để bán vé số mưu sinh. Tuy nhiên sau đó đại dịch ập tới khiến hai mẹ con chới với giữa dòng đời, ngay cả những thức ăn bình thường nhất cũng không có. Cái câu chuyện bé gái tên Điệp này thèm con cá chiên cũng đã làm lay động hàng trăm ngàn trái tim của những cái mạnh thường quân trên kênh của Lê Hăng Thiện. Thì hôm nay sau khi Sài Gòn đã dần được ổn định sau thời gian dịch bệnh hoành hành, thì Lê Hăng Thiện đã đến thăm mẹ con của chị Hữu này. Chào chị Hữu, chị khỏe hả? Khỏe anh. Dạ, thì chị có thể chia sẻ với quý vị khán giả một chút xíu về cái cuộc sống của mẹ con chị suốt những tháng qua, và bây giờ hiện tại khi mà tình hình dịch bệnh cũng đã dần ổn định, việc bán vé số cũng đã được cho phép lại rồi, thì công việc của chị như thế nào ạ? Công việc em thì cũng đi bán vé số hàng ngày, cũng cấp cũng hàng ngày vậy đó anh. Rồi không gài em cũng đi bán cũng lâu, bán cũng gần từng nay rồi. Bán vé số rồi mà em sẵn đi bán vé số rồi gặp anh Dơ rồi bắt đầu cái em mới lại đây rồi cho anh Dơ mình nói chuyện luôn, nói chuyện. Cái sẵn hai mà con em sẵn đi bán vé số lấy vé số á. Nghĩa rằng cái công việc bán vé số nó đã trở lại rồi hả chị? Chị bán từ khi nào vậy chị Hữu? Bán ha cũng có khoảng chừng tuần nay rồi. Và cái số vốn mà chị lấy bán vé số đó là từ cái tiền của Mạnh Thường Quân giúp cho chị cái đợt mà Lên Thiện trao đúng không thưa chị? Đúng rồi, đúng rồi. Và thì hiện tại thì bây giờ là chị mỗi ngày lấy bao nhiêu tờ giấy số bán và lời được khoảng bao nhiêu? Em lấy 150 tấm bán lời cũng được trăm mấy. Rồi trăm mấy hai mẹ con gần hết lọt em lấy chạy thêm nữa, chạy thêm bán nữa. Sao chị không lấy nó nhiều hơn cái số 150 đó? Không có vốn hay là chị bán không có hết ạ? Không, tại vì ở đây thầu số nữa anh ơi, tại vì mỗi cái ảnh nhiều quá em có kêu lấy 200 tấm ảnh ấy, tại vì không có số, chưa chia cho mối ảnh nữa. Ảnh kêu là chị mời mốt nữa mới có ảnh, mời mốt ảnh mới có điện cho em xíu em lấy. Vậy thì cái những cái khi mà bán vé số thì chị đi xa nhất là ở đâu và đi từ mấy giờ đến mấy giờ thì về đó chị Hữu? Em đi lại tới hoàng hút cái chân chỗ cái cầu dây luôn á, cái cầu dây dưới đây nè. Em đi bộ không có hỏi chị Tám, đi bộ không chị Tám hỏi sao mà không biết chạy xe chuyện gì nữa. Em không có biết chạy xe, tặng đi bộ mà bán số em cũng đi bộ nữa. Dạ. Chạy xe bằng bản này cứ phải biết chạy xe rồi phải cho mượn chiếc xe máy chạy mà em không có biết, không biết chạy. Đi bộ gì hay lắm, đi bộ là bán đi bộ là bán được mà đi thì không muốn chạy xe, xe đạp này xe đạp không biết chạy nữa, là đi bộ vậy. Thì những khi đi chị đi bán như vậy là chị đi với lại con gái của mình hay là chị đi chỉ có một mình thôi? Hôm khi em đi với nhỏ này, cho nhỏ này đi hai mẹ con đi chút xíu rồi cho nhỏ này về, cho về nó cơm nước cho em ăn, rồi bắt đầu em bắn xong rồi bắt đầu em về. Em sao chị không để bé ở nhà luôn đi, chị hai người nó mất công mệt bé nữa mà mất công trở về vậy? Nó đi em cho nó đi cho nó bán cái số á, cho nó đi chuyện qua bây giờ em không có cho nó đi đâu, bây giờ sợ bệnh dịch không cho nó đi nữa. Là bán chung với chị hay là bé sẽ có lấy số bán riêng? Bán hai mẹ con bán chung á, hai mẹ con tại vì lấy số hơi nhiều vì ảnh nó chưa có nhiều, mời mốt nó có nhiều ảnh đưa cho em số 200 tấm bán. Cái đợt mà ngay thời điểm dịch bệnh á, em có tới thăm hai mẹ con chị, em có trao tiền cho chị Mạnh Thường Quân giúp cho chị là số tiền đợt đó là bao nhiêu chị? Đợt đó anh đưa cho em được 13 triệu vậy. 13 triệu thì đợt đó là chị có hứa là chị sẽ về quê. Nhưng mà rồi tại sao mà chị lại thay đổi quyết định không về quê nữa mà chị tiếp tục ở đây và làm công việc bán vé số và chị Hữu? Tại vì em nhớ gì chứ ở đây á, về bán vé số á nó ấy hơn gì chứ, gì không có nhà cũng mướn nhà cũng tiền thôi, này chị Tám cho ở đậu cũng đỡ tiền hơn chút, rồi hàng như hơi tháng tới triệu mấy 2 triệu bạc, rồi ví dụ này kia nọ ở đây chị Tám thôi đây đi rồi cho ở đậu, rồi là bán có kêu á, bảo cái kia đi á thì em đi, rồi còn mình bán cái kia á vậy em ở đây, đây em lên đây bán số, người ta cho ở đậu như từng điện từng nước thôi, là đóng địa chỉ thôi à. Rồi cái việc học hành của con gái của chị như thế nào? Nó hả, vì nó em có mua có cái cuốn tập nhỏ cuốn tập á, vì cho nó nhà nó viết, nó viết nó học nhà đi trường chứ nó không có đi, hồi chuyện qua hai ba ngày đấy nó cũng viết bài cái này kia nọ. Nên tập đi rồi con nói luôn đi cho quý vị khán giả nghe cái việc học hành của con như thế nào
bé Điệp. Dạ thì mẹ con có mua cho con cuốn tập, con viết vô, con có viết con chép vô heo. Mà mẹ con không biết chỗ nào bán sách nên mẹ con mua tập. Chứ em đi qua học, em đi đâu tập con hả? Con viết những cái gì đâu. Con viết mà buổi chiều mua con để ướt nhà bà cái trơn hết rồi. Cái nó gắt, nó gớt trơn cái con sáng bỏ mấy con. Nhớ 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 giờ quên nó tạt vô đó. Không có chỗ nó tạt cái này cho ngủ luôn á. Nhà nó gắt chưa? Rồi thôi được rồi, con cắt cái tập đó vô đi. Cho chú hỏi thăm thì suốt thời gian qua khi mà chương trình có sự hỗ trợ về chút ít tiền từ Mạnh Thường Quân thì chị Hữu đã có những cái chăm lo gì cho con mình, cái thức ăn hàng ngày mà mọi người cũng đang rất là quan tâm về cái việc mà bồi dưỡng thức ăn cho bé Điệp của mình. Có, em có. Nó thích ăn cái gì em mua cái nấy à. Em cũng mua thịt này kia nữa, nó ăn nhiều khi rồi mua cá rồi cái này kia nọ, nó con chua rồi khô khô cá khô, khô tiêu này kia nọ cho con em ăn á. Bé Điệp ơi, thì trước ra đây khi mà chưa gặp chú Lan Thiện con còn nhớ không, thì cái mà con thèm nhất lúc đó là con nói với chương trình là con thèm gì? Dạ, con thèm cá chiên. Cá chiên, tại vì thời điểm đó là hai mẹ con rất là thiếu thốn về thức ăn đúng không con, không có tiền mua thức ăn luôn, đến nỗi mà một món ăn rất là đơn giản nhất là con cá chiên mà cũng không có để con được ăn. Nhìn cái cảnh đó ai cũng rất là xót xa, một đứa bé gái mới có hơn 10 tuổi thôi mà sống trong một cái gia đình thiếu cha, còn chỉ người mẹ thôi. Suốt những cái ngày dịch bệnh nó hoành hành dữ dội ở Sài Gòn thì hai mẹ con hủ hỉ trong cái căn nhà này như thế này nè quý vị. Lát hồi lên hiện sẽ cho quý vị xem lại cái căn nhà được một cái người thân, một người quen thôi chứ còn không thân nữa, tạo điều kiện cho ở đậu thôi, không lấy tiền nhà trọ. Nó giống như một cái kho mà cải thiện lại là một cái nhà để hai mẹ con nằm ngủ. Thì cái chỗ ở của hai mẹ con thì đây là một cái giường nè quý vị. Cái giường là chỉ có kê tạm bợ những cái viên gạch như thế này để hai mẹ con ngủ qua ngày thôi. Thì những ngày qua khi mà gặp được chú Lan Thiện cũng như sự thương yêu của các cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp cho hai mẹ con được một số tiền. Thì con đã được ăn những món ăn gì và con cảm thấy hài lòng với lại cái sự quan tâm của cô đó, chú bác Mạnh Thường Quân không bé Điệp? Dạ có, ngày qua thì mẹ con có mua thịt thà nhưng mà mẹ con mua cá là nhiều nhất cho con ăn, chiên rồi kho kho với lại nấu canh nha con ăn. Con thấy là nó cuộc sống của con mặc dù nó không quá sung sướng giàu có như những đứa trẻ khác nhưng mà dù gì đi nữa thì sự quan tâm của cô chú bác Mạnh Thường Quân đã một phần nào giúp cho con có cuộc sống nó tương đối hơn đúng không con? Dạ. Con thấy như vậy con có vui không? Dạ có, con cũng vui mà con cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho con với mẹ con. Cái niềm mơ ước nhất của bé Điệp trong lúc này là con đang mong muốn nhất điều gì? Con nói lớn lên à. Dạ, mong muốn nhất là con với mẹ con được vượt qua đại dịch này mình khỏe thôi à. Con có mong được đến trường đi học hay không? Chị Hữu ơi, thì tương lai của con gái mình thì chị có những cái suy nghĩ gì để cho tương lai của bé nó tốt đẹp hơn, nó không phải mà vướng vào cái cảnh lẫn quẩn mà mình đã trải qua như vậy thưa chị Hữu? Có, em cũng có nói với nó rồi, nó nói ơi mẹ ơi con thấy mẹ cũng khổ, bán vé số cũng khổ quá à, thôi đi giống như học hành á gì để con bán tiếp vé số với mẹ rồi học hành á gì để tối về nhà rồi con lấy bài con chép vô rồi ăn học nói rồi bằng ngày con mình tiếp mẹ đi. Thấy mẹ cũng cực khổ hồi đó mẹ cũng nuôi con rồi từ nhỏ tới lớn, em cũng kêu đi học mới nói em chứ rồi em thấy con mình nói vậy mình cũng thích cũng tuổi nữa để nói thôi đi con mình tiếp mẹ. Thấy mẹ cũng càng ngày càng già rồi mẹ cũng không có mạnh hoài đâu, bán số tiếp mẹ đi rồi có khi tối gì con về nhà con học bài chép mình dừng bài hai bài gì đó con học thôi. Mình nói vậy rồi mình cũng không biết sao, mình thấy gì cũng được. Có một cái điều mà quý vị khán giả rất là đặc biệt quan tâm, em không biết là chị Hữu có thấy được điều đó hay không, thì sẵn đây thì em cũng bày tỏ cái điều đó ra. Thứ nhất để cho quý vị khán giả đang quan tâm được điều đó sẽ nghe chị nói để mà cái sự quan tâm của mọi người nó có phần an tâm hơn, là bé Điệp năm nay bao nhiêu tuổi rồi con? Năm nay con 13 tuổi rồi, thì bé đã trổ mã thành một cô thiếu nữ rồi. Và bé Điệp thì
với cái vẻ nó cũng rất là dễ thương, đáng yêu. Thì không biết rằng chị có những cái suy nghĩ gì trong cái việc bảo vệ con mình, nó tránh những cái điều đáng tiếc xảy ra. Và có những cái vụ việc mà cơ quan thông tin truyền thông đã từng thông tin rằng những đứa bé gái, những cô thiếu nữ, chị có cái những cái suy nghĩ gì trong cái việc mà bảo vệ cho cái sự an toàn của con mình? Bé là bé gái à? Con em hả? Em á gì á, cũng bảo vệ cho con em chứ, em cũng thương con em chứ bộ. Mà em á cho đi học mà nó nói là mẹ ơi, con á là nói rồi, con nói là con cũng ham học lắm, mà có một cái á là con thấy mẹ làm cực khổ à. Con không có để cho mẹ bằng đi bán vé số mà nuôi con nữa. Hồi lúc mà con còn nhỏ mẹ nuôi con á, lúc có 3-4 tuổi mẹ nuôi con tới bây giờ. Con bây giờ con lớn rồi, con đi bằng tiếp mẹ ăn tay chân. Rồi á, về tới tối gì á, về con lấy bài vở rồi con chép, con học cái này kia nọ. Rồi bằng ngày á, mình có mắng tiếp mẹ chừng dài cuộc tắm một con gì rồi. Thôi kệ nó nói vậy, mà em cũng cho nó bán thôi. Nó nói gì thì mình thấy gì thôi mình cho bán. Nó bán em con chút xíu à, nó về rồi. Còn anh em đi bán không đó, nó về nhà nó nấu cơm nước rồi cái. Xong rồi bắt đầu cái nó về nhà nó viết bài, viết vở. Về nhà hồi sáng về nhà em thấy nó nằm đây viết nè. Em thôi con ơi, con gắng đi con ơi. Con gắng hay viết thì một trang hai trang gì đây, ăn cho biết chữ này cho nổi. Con gắng viết cái này cái kia nọ. Rồi con mong phụ tiếp mẹ. Con mình nó thấy con em cũng thương con em lắm chứ. Thương. Bé Điệp có hiểu ý chú Lê Anh Thiện muốn nói gì không? Chú mới vừa nói hỏi mẹ con một cái câu, và trong cái việc bảo vệ cho con, dù con là một thiếu nữ đã trổ mã rồi, cũng rất là xinh gái, thì cái sự an toàn của con trong cái việc mà mẹ bảo vệ cũng như con tự bảo vệ bản thân mình, con có hiểu chú Lê Thiện muốn hỏi gì không? Dạ, con cũng không biết nữa. Chị hiểu ý em hỏi không chị Hữu? Có nghĩa rằng chị phải bảo vệ cho con gái mình, dù cho bé đi bán hoặc là bé ở nhà, mình cũng luôn luôn đề cao cảnh giác. Đúng rồi. Cái việc mà có những đối tượng đàn ông khi mà thấy một cô bé trắng trẻo dễ thương sẽ có những cái hành động nó không có được đàng hoàng. Chị hiểu ý của em nói không? Anh nói gì em hiểu. Con có hiểu ý chú họ nói không bé Đẹp? Em đi bán số là em không có gợi nó chút nào đâu, em sợ cũng quán hồi hộp lắm, sợ nó nhà có người nó gái cái này kia nọ nữa. Rồi có như mình ở đây á, mình có hai mẹ con à, em bán số lẻ em điện hoài luôn, em nói con ơi con ở nhà cẩn thận con, coi nhà đi, còn mẹ bán cái xíu này gì à, thôi nó sợ ông người này người kia vô vậy đó anh, ông sợ đi, rồi có em ở nhà vậy em hai có em ở nhà vậy em còn quan còn ấy một chút, rồi còn em đi bán số vậy em không dám cho nó nhà, em mới dẫn nó đi. À lý do là chị dẫn con đi theo là vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Chứ em thiệt là anh, chứ em cũng sợ lắm, bán số em cũng hồi hộp lắm. Tại vì nó con gái em cũng sợ đi. Sợ ở nhà một mình nữa. Rồi cái này cái kia nọ nữa, rồi mình đi bán số mình nó có hay đâu. Em nói vậy phải không? Dạ đúng. Rồi em bán em kêu lôi nữa. Lôi nó đi bán em chút xíu. Rồi em dẫn về nhà. Về nhà cái em ngồi lên chút xíu. Rồi em cũng dặn nó. Nó nói con biết rồi. Em điển rồi điện với con đó. Ở nhà cẩn thận lên con. Ai vô tới nhà gì thì né né lên chút rồi đi ra nhà gì tám rồi chơi đi. Nó cũng ra, nó cũng nghe. Bé Đẹp có hiểu những gì mà chú mới chia sẻ cũng như mẹ con nói không? Con hiểu chưa? Con phải tự bảo vệ mình nha. Tự vì con là con gái, nó khác như con trai, là con trai cái gì cũng dễ hết. Còn mình là con gái, nó có những cái điều mà mình phải bảo vệ thân thể của mình. Con hiểu chưa con gái? Rồi những ngày tới khi mà Sài Gòn sẽ mở cửa lại việc học hành của những đứa trẻ, thì chị sẽ có những cái phương án nào cho con gái mình nó được đến trường không chị Hữu? Vậy em nói gì nè, không biết con em hỏi nó hả? Không, cái đó giờ mẹ biết định mà con đâu biết rồi. Bây giờ em nói gì nè anh ơi, bây giờ nói với Mạnh Thường Quân á, nói với Mạnh Thường Quân á, bây giờ nói gì nè, cãi cho nó học ở nhà cũng được đó anh ơi. Tại vì sợ bệnh dịch này chắc nó không cho con trường đâu. Em về cho đi học rồi trường sau quá em nó có rước được đâu. Em nó có biết chạy xe đâu. Em đi bộ không xem rước nó nổi. Rồi em đi bấm số về nữa rồi đội á về nó mệt quá. Còn con thì sao? Mẹ con sắp xếp con ngồi đó. Vậy là theo như tính toán của chị cũng như câu nói của bé Đẹp thì chắc chắn là đứa bé gái này sẽ mãi mãi sẽ trở thành một đứa trẻ không có đi học, đúng không? Nó sẽ không được đến trường. Điều mà trước đây Lê Anh Thiện đến thăm hai mẹ con rất là mong muốn
có cơ hội tạo điều kiện cho bé đẹp được đến trường như bao nhiêu đứa trẻ khác, mặc dù không mong ước gì học đến đại học hay là ra lấy bằng tiến sĩ kỹ sư. Tuy nhiên có được một con chữ, có được một cái tấm bằng, ít nhất là bằng tốt nghiệp phổ thông, thì nó cũng vào đời với cái hành trang nó có cơ sở hơn. Tuy nhiên với những gì mà người mẹ này vừa chia sẻ thì chắc chắn là bé đẹp sẽ không có cơ hội đến trường. Chị có khẳng định lại điều đó không chị Hữu? Chứ khẳng định chắc em chứ không có lại đến trường nữa rồi. À, có cái là nó học, nó đến học lớp tới lớp 3 rồi, năm nay lớp 4 mà bây giờ nó cũng biết chữ lê gai rồi. Nó hơi biết chữ lê gai, con cũng biết chữ gành này, con cũng biết tính toán rồi mẹ ơi. Con cái nó học xa em không có được được. Em không biết chạy xe. Vậy thì chị hình dung nữa cái tương lai sau này con mình nó sẽ như thế nào? Nó cũng sẽ trở thành một cô gái lớn lên đi bán vé số giống như mẹ thôi, đúng không? Chị cũng nghĩ như vậy thôi hả? Đẹp, con có mơ ước gì về cái tương lai nó tươi đẹp hơn sau này không? Không, bây giờ cảnh gì con cũng không biết mơ ước sao nữa. Đường con bước, biết đâu con cứ bước theo cái con đường của con thôi. À, rồi, thôi thì đến đây thì chắc quý vị cũng thấy rõ rồi. À, mặc dù cố gắng hết sức, tuy nhiên hoàn cảnh như những gì chị Hữu vừa chia sẻ thì chắc chắn con đường học vấn để mà có một cái tương lai nó sáng sủa hơn của bé đẹp nó cũng không có khó có thể thực hiện được rồi quý vị ơi. Thì trong cái khả năng của Lê Anh Thiện thì cũng chỉ giúp đến đó thôi. Mạnh Thường Quân giúp thì cũng giúp được một số tiền không lớn lắm để mà mẹ con chị Hữu có cái điều kiện vốn để mà mua bán vé số cũng như là trang trải thêm trong cái gia đình. Thì hôm nay đến đây thăm chị thì Lê Anh Thiện nhận được cái số tiền của các cô chú bác Mạnh Thường Quân trong cái những ngày qua để mà chia sẻ cho chị số tiền là 7.900.000. Mình xin trao cho chị nè số tiền 7.900.000 để chị có thêm vốn để mà bán vé số cũng như là lo thêm cho con mình những cái điều kiện sống trong cái gia đình. Thì cũng cảm ơn mấy Mạnh Thường Quân cũng giúp đỡ cho mẹ con em với hổng rồi hôm qua lúc mà bệnh dịch cái này kia nọ, cũng nhờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ, cũng cảm ơn dữ lắm. Cũng cũng có tiền để bán vé số này kia nọ. Không nhờ mấy Mạnh Thường Quân là chắc chắc cũng chết đói luôn rồi, cũng có tiền để bán vé số luôn. Con suy nghĩ gì cái thời khắc mà được các cô chú bác Mạnh Thường Quân giúp đỡ mình như vậy đẹp? Dạ, con thấy mình giúp đỡ con thấy vui, với lại con thấy là cũng vượt qua được cái đại dịch cảnh này, cũng buôn bán được, với là cũng có ăn đồ ăn uống lai gai, mua được ăn uống ngoài dịch lai gai. Đi bán vé số với mẹ con thấy là con vui không hay là con muốn được đến trường? Dạ, con thấy đi hai mẹ con vui. Con đi nói chuyện ngủ nghỉ với nhau rồi bán số với nhau nữa, nên con thấy vui. Rồi, vậy là quý vị đã thấy rõ rồi ha, bé gái này đã có một cái định mệnh rồi quý vị. Bé sẽ trở thành cô gái bán vé số trong tương lai. Cuộc đời nó cũng chỉ lanh quanh với những gì mà người nghèo không có cơ hội vươn lên được. Ngay cả tình yêu thương của các cô chú bác Mạnh Thường Quân cũng không thể nào mà dâng hết được để mà giúp đỡ. Thôi thì chúng ta đành phải chấp nhận những cái gì mà tạo hóa đã định mệnh như thế. Quý vị hãy nhìn lại một lần nữa nơi sống của hai mẹ con của chị Hữu. Trước mặt quý vị là cái giường để hai mẹ con ngủ khi mà đêm về. Nó được dựng đơn sơ bằng những cái viên gạch do chính hai mẹ con của chị tạo dựng nên. Còn đây là phần bếp mà hai mẹ con nấu ăn. Chị có thể cho mọi người xem qua những cái món ăn của hai mẹ con trong cái buổi trưa hôm nay. Em mới mua thịt cái này nè, hai vị chiên nó ăn nè. Mua có hai này vị chiên với tép. Cách cái gì tám mua, 15 dạ. Ngàn. Anh lấy mấy cơ. Đi chút xíu, đi chút xíu mình cải ha. Để nó canh cái Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi video của quý vị khán giả. Xin mọi người hãy nhấn đăng ký kênh của Lê Anh Thiện để thường xuyên theo dõi những video clip mới nhất nha quý vị. Một lần nữa Lê Anh Thiện xin cầu chúc cho tất cả mọi người khán giả cũng như Mạnh Thường Quân luôn được bình an và hạnh phúc nhất trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và xin
Hẹn gặp lại ạ. À.